Trong khoảng thời gian chưa đầy một ngày, đội tuyển nữ Việt Nam phải bay 3 chặng gồm 2 chặng quốc tế, từ Hà Nội đến Singapore rồi bay tiếp đến New Zealand và một chặng nội địa tại nước bạn, từ Auckland đến Napier, nơi diễn ra trận giao hữu với đội nữ New Zealand. Một cầu thủ chia sẻ, trước đây đi tập huấn và thi đấu nước ngoài, chúng tôi thường mang theo đồ ăn vặt để chống đói vì không quen thức ăn ở các nước. Nhưng giờ khác rồi, phải ăn đồ bổ dưỡng, không ăn linh tinh, vừa đảm bảo sức khỏe vừa phòng chống doping. Thức ăn bơ sữa từng là nỗi sợ của nhiều chị em nhưng hiện tại, hầu như ai cũng ăn được. Sau khi nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ tại khách sạn Swiss Bell Boutique, TP, Napier, đội tuyển nữ Việt Nam đã ra sân Marlin Park tập ngay để sớm thích ứng với điều kiện khí hậu nước bạn. Đang tập luyện trong thời tiết nắng nóng tại Hà Nội, nhiệt độ có hôm lên đến hơn 40 độ C, thì tại Napier, nhiệt độ chỉ dưới 10 độ C, nên ai nấy phải nai nhiệt rất kỹ, gồm quần áo giữ nhiệt, áo len, áo chống rét. Trợ lý ngôn ngữ người Pháp Cedric còn phải đội cả mũ len ra sân. Ông yêu cầu các cầu thủ phải khởi động thật kỹ, tránh chấn thương và sự cố khác về sức khỏe. Buổi tập chỉ kéo dài khoảng 60 phút, bắt đầu từ ngày 7 tháng 8. Ban huấn luyện sẽ đẩy lên tập 2 buổi một ngày với cường độ cao hơn. Một ngày trước trận đấu, đội sẽ giảm khối lượng. Ông Mai Đức Trung chia sẻ, các cầu thủ nhận thức rõ đây là thời điểm rất quan trọng vì World Cup đã đến gần nên tất cả đều cố gắng tối đa. Trận giao hữu với đội New Zealand đứng hạng 26 thế giới vào ngày 10 tháng 7 và sau đó là trận gặp đội nữ Tây Ban Nha vào ngày 14 tháng 7 có ý nghĩa rất lớn. Đội New Zealand hơn chúng ta 6 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Chúng tôi cũng đã tìm hiểu đối thủ này qua băng hình. Họ có chiều cao tốt, chơi bóng bổng tốt và tốc độ. Vì đây là đối thủ mạnh nên đội nữ Việt Nam sẽ chơi với đấu pháp phòng ngự phản công và sơ đồ 5-4-1. Mọi người vẫn nhầm đội nữ Việt Nam chơi sơ đồ 5-3-2 nhưng không chuẩn đâu. Ở trận gặp đội nữ Đức, chúng ta cũng thi đấu với sơ đồ này. Tôi sẽ không dùng nhân sự cố định ở các trận giao hữu mà thay đổi cầu thủ. Có thể tôi sẽ sử dụng xen kẽ cầu thủ giàu kinh nghiệm và cầu thủ trẻ ở đội hình xuất phát. Sau đó tùy vào diễn tiến trên sân mà thay đổi đội hình ngay trong hiệp 1 hay từ hiệp 2. Tỷ số không quan trọng nhưng nếu chúng ta chơi hay, chơi tốt như trận gặp đội nữ Đức, sẽ là một điều rất tuyệt vời. Trận đấu giữa đội nữ New Zealand và đội nữ Việt Nam diễn ra vào 17:30 ngày 10 tháng 7, 12:30 giờ Việt Nam, trên sân Marlin Park nằm ở Napier, phía bắc New Zealand. Địa điểm này là sân nhà của Hurricane và thường diễn ra các trận đấu ở môn bóng bầu dục. Với 4 khán đài có mái che, tổng sức chứa khoảng 22.000 chỗ và không có các đường chạy điền kinh xung quanh, nên bầu không khí ở sân Marlin Park được đánh giá rất cuồng nhiệt. Theo tiết lộ của thị trưởng Napier, Kirsten White, vé xem trận giao hữu giữa đội chủ nhà và đội tuyển nữ Việt Nam được bán từ ngày 28 tháng 4. Giá vé cho người lớn là $15, hơn 350.000 đồng, và trẻ em là $5, khoảng 120.000 đồng. Kể từ khi mở bán, trận đấu này trở thành một cơn sốt. Thật thú vị vì Napier trở thành trung tâm của cơn sốt bóng đá khi đội tuyển nữ New Zealand giao hữu với Việt Nam. Đây chắc chắn là một trận đấu hấp dẫn, thị trưởng Kirsten White tự hào. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ New Zealand Jitka Klimkova đánh giá cao trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam, chúng tôi đã có những kết quả không tốt gần đây. Trận đấu này là cơ hội hoàn hảo để kiểm duyệt những gì toàn đội đã cố gắng. Chúng tôi sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất. Trước trận đấu gặp đội tuyển nữ Việt Nam, The Fern đang trải qua chuỗi 10 trận không thắng, trong đó có đến 8 thất bại. Đáng chú ý, sau hơn 900 phút ra sân, đội tuyển đang xếp hạng 26 thế giới cũng chỉ chọc thủng lưới đối thủ 2 lần. Chính vì thế, đội tuyển nữ New Zealand đang rất quyết tâm cho trận đấu ngày 10 tháng 7.